giữa những trí thức tự cho mình là có tinh thần khoa học, thì cùng từ bản tính, tự nhiên, của con người có thể làm họ tức điên lên như con bò thấy tấm vải màu đỏ vậy. Con người không có bản tính, là tiếng la hét dẫu nhại mới. Vài năm trước, có một lý thuyết gia chính trị lỗi lạc đã tuyên bố trước hội nghị của Hiệp hội Khoa học Chính trị Hoa Kỳ rằng bản tính của con người chỉ là một khái niệm thần học thuần túy phải bị loại bỏ khỏi các cuộc thảo luận khoa học và đó chính là xúc cảm điển hình của các triết gia chính trị ngày nay về cụm từ này trong cuộc tranh cãi về vấn đề bản tính con người và về khái niệm luật tự nhiên vốn có phạm vi rộng hơn và gây tranh cãi nhiều hơn cả hai phía đã lặp đi lặp lại tuyên bố rằng luật tự nhiên và thần học là bất khả phân ly kết quả là nhiều người ủng hộ luật tự nhiên trong giới khoa học và triết đều tự làm suy yếu trầm trọng lý lẽ của mình khi cho rằng nếu chỉ dựa trên các phương pháp triết học duy lý thì không thể bảo vệ luật tự nhiên nghĩa là cần phải có thêm đức tinh thần học thì khái niệm ấy mới đứng vững ngược lại những người phản đối luật tự nhiên thì lại phấn khởi đồng tình bởi cần phải có đức tin vào cái siêu nhiên để có niềm tin vào luật tự nhiên nên phải tống khứ khái niệm luật tự nhiên khỏi các cuộc tranh luận khoa học mang tính thế tục và giam nó vào ngục thất của các nghiên cứu thần linh hậu quả là công cuộc tìm hiểu luật tự nhiên dựa trên lý tính hầu như bị biến mất những người tin rằng luật tự nhiên hoàn toàn có thể được thiết lập dựa trên lý tính phải đối diện với sự hàng học từ cả hai phía. Một bên, đánh hơi, thấy sự thù ghét tôn giáo trong quan điểm này, bên kia thì nghi ngờ rằng Chúa Trời và Chủ Thuyết Thần Bí đã được lén mang vào qua cửa sau. Đối với nhóm đầu tiên, phải nói rằng họ đang phản ánh quan điểm cực đoan theo học thuyết của Thánh Augustine rằng Đức tin thay vì lý tính mới là công cụ chính đáng duy nhất để nghiên cứu bản tính và các mục đích đúng đắn của con người nói tóm lại trong cái truyền thống tính tâm luận này thần học đã hoàn toàn thay thế triết học ngược lại truyền thống của học thuyết thomas rõ ràng lại trái ngược bảo vệ cho sự thoát ly của triết học khỏi thần học và tuyên bố lý tính con người có khả năng hiểu và khám phá các định luật vật lý lẫn luân lý của trật tự tự nhiên nếu coi niềm tin rằng lý tính con người có khả năng khám phá ra trật tự có hệ thống của luật tự nhiên là thứ niềm tin chống tôn giáo thì thánh thomas và các nhà kinh viện sau này cũng như luật gia tin lành sùng đạo hugo grotius thảy đều là những kẻ chống tôn giáo tuyên bố cho rằng có một trật tự của luật tự nhiên tóm lại để ngỏ câu hỏi liệu chúa có sáng tạo trật tự đó không và lời khẳng định về khả năng khám phá trật tự tự nhiên của lý tính con người để ngỏ câu hỏi liệu cái lý tính ấy có được chúa ban cho con người ấy hay không tức là lời khẳng định về một trật tự các luật tự nhiên có thể được lý tính khám phá ra tự nó, không phò mà cũng chẳng chống lại tôn giáo. Vì lập trường này hiện đang khiến hầu hết mọi người sửng sốt, ta hãy xem xét lập trường theo học thuyết của Thánh Thomas này thêm một chút. Lời xác nhận rằng luật tự nhiên hoàn toàn độc lập với nan vấn sự hiện hữu của Thiên Chúa đã được khẳng định dứt khoát nơi Thánh Thomas, nhưng giống với nhiều ngụ ý của chủ thuyết Thomas, nó được Suarez và những nhà kinh viện người Tây Ban Nha lỗi lạc khác đưa ra ánh sáng vào cuối thế kỷ 16 tu sĩ dòng tên suarez đã chỉ ra rằng nhiều nhà kinh viện có lập trường cho rằng luật tự nhiên của luân lý là luật về cái tốt và không tốt đối với con người không phụ thuộc vào ý chí của thiên chúa thực tế một số nhà kinh viện còn đi xa hơn khi tuyên bố ngay cả khi thiên chúa không hiện hữu ngay cả khi ngài không hành xử một cách lý tính ngay cả khi ngài không phán xử đúng đắn nhưng nếu có một mệnh lệnh của lý tính đúng đắn như thế nơi con người để soi dẫn họ thì nó sẽ vẫn có cùng một bản tính giống với luật tự nhiên có trong hiện tại. Hay, như một triết gia theo học thuyết Thomas hiện đại tuyên bố. Nếu từ tự nhiên hàm chứa một nghĩa gì đó, nó ác hẳn ám chỉ tới bản tính của con người, và khi được dùng với luật, thì tự nhiên tắt ám chỉ tới một trật tự được hiển lộ trong những khuynh hướng của bản tính con người mà thôi chứ không ám chỉ đến sự gì khác cả. Vì vậy, xét một cách riêng rẽ, chẳng có gì mang tính tôn giáo hay thần học trong luật tự nhiên của thánh thomas aquin cả luật gia tin lành người hòa lan hugo grotius tuyên bố trong cuốn về luật chiến tranh và hòa bình của ông cái mà chúng ta đã và đang đề cập vẫn chứa đựng một mức độ đúng đắn nhất định ngay cả khi ta phải thừa nhận điều mà không thể thừa nhận khi không kèm theo một đặc tính rất quái ác ấy là chẳng có chúa và một lần nữa quyền năng của thiên chúa vô hạn là thế nhưng vẫn có những thứ mà quyền năng ấy không thể khuếch trương lên chúng được. Thật thế ngay cả Thiên Chúa cũng không thể khiến hai nhân hai mà không bằng bốn, vậy Ngài cũng không thể khiến cái ác cố hữu trở nên không còn ác nữa. J. Enter kết luận rằng, định nghĩa của Grotius về luật tự nhiên chẳng có tính đột phá gì cả. Khi luôn cho rằng luật tự nhiên là một khối quy tắc mà con người có thể khám phá ra bằng lý tính của mình. Ông ta chẳng làm gì ngoài việc trình bày lại khái niệm về nền tảng duy lý của luân lý học của phái kinh viện. Thực thế, mục đích của ông ta đúng hơn là khôi phục cái ý niệm đã bị lung lay bởi học thuyết Augustine cực đoan của những dòng tư tưởng tin lành này khác. Khi tuyên bố rằng những quy tắc này là hợp lẽ tự trong bản thân chúng, độc lập với cái thực tế rằng Thiên Chúa đã định cho chúng, ông chỉ lặp lại khẳng định đã được đưa ra bởi các học giả trước đó mà thôi. J. Enter nói thêm, mục đích của Grotius là xây dựng hệ thống các quy luật mang trọng trách phán xử trong thời đại mà các cuộc tranh cãi thần học đã hoàn toàn mất đi quyền năng thực hiện nghĩa vụ đó. Grotius và những người kế thừa ông, Pufendorf, Bulamui và Vatteau đã trao chút bộ luật tự nhiên độc lập này trong bối cảnh thế tục thuần túy và phù hợp với những quan tâm phi thần học của riêng họ, trái với các học giả phái kinh viện. Thực tế, truyền thống triết học kinh viện đã tác động sâu sắc lên cả các nhà duy lý thế kỷ 18, theo phương diện nào đó thì cũng là đối thủ sốt sắng của các triết gia kinh viện, trong chính truyền thống duy lý của họ. Xin đừng nhầm lẫn, truyền thống Thomas quan niệm luật tự nhiên bao gồm cả quy luật luân lý và quy luật vật lý. Chính lý tính là công cụ giúp con người hiểu được các quy luật ấy chứ không phải đức tin, hay trực giác, hay ân sủng, mặc khải, hay bất kỳ thứ gì khác trong bầu không khí phân biệt trắng đen giữa luật tự nhiên và lý tính ở thời nay và đặc biệt trong bối cảnh trạng thái cảm xúc phản lý tính của tư duy bảo thủ lên ngôi thì ít ai còn nhấn mạnh điều này vì vậy theo sử gia triết học lỗi lạc là cha coleston thì thánh thomas aquin đã nhấn mạnh vị thế và chức năng của lý tính trong hành xử đạo đức ngài aquin đồng ý với aristotle rằng lý tính giúp phân biệt con người với loài vật và cho phép con người hành động có chủ ý hướng đến mục đích được suy ngẫm thấu suốt và không hành xử theo bản năng thuần túy. Thánh Aquin nhận thấy con người luôn hành động có chủ đích, nhưng ngài còn đi xa hơn khi cho rằng lý tính cũng có thể biết rõ những mục đích nào có ích hoặc không đối với con người. Theo Coleston thì Thánh Aquin cho rằng vẫn có chỗ cho khái niệm lý tính chính đáng, thứ lý tính chỉ lối cho hành vi con người đạt được cái tốt khách quan hành xử đạo đức vì thế phải là cung cách hành xử phù hợp với lý tính chính đáng nếu cho rằng hành xử đạo đức là hành xử lý tính thì điều đó có nghĩa là nó là hành xử theo lý tính chính đáng thứ lý tính nhận biết cái tốt khách quan cho con người và quy định các phương tiện giúp con người đạt được cái tốt đó khác với triết học hậu hung thời hiện đại lý tính trong triết học luật tự nhiên không bị bắt phải trở thành nô lệ cho cảm xúc cũng không bị hạn chế nhằm mau chóng tìm ra phương tiện hướng đến các mục đích tùy tiện vì ta dùng lý tính để chọn lựa các mục đích và lý tính chính đáng chỉ ra cho con người các mục đích đúng đắn và phương tiện phù hợp để đạt được chúng đối với những người theo thuyết thomas hay các lý thuyết gia luật tự nhiên thì bộ luật đạo đức phổ quát cho con người là trường hợp đặc biệt của hệ thống luật tự nhiên hiện đang chi phối mọi thực thể trên thế giới theo đó mỗi thực thể có bản tính và mục đích riêng của mình ông cho rằng bộ luật đạo đức là trường hợp đặc biệt của các nguyên tắc phổ quát cho rằng mọi vật hữu hạn đều hướng đến các đích của mình bằng cách phát triển các tiềm lực của mình ở đây có sự khác biệt quan trọng giữa các vật vô tri hay ngay cả giữa các sinh vật vô nhân tính và con người đối với các vật vô tri và cả các sinh vật vô nhân tính chúng buộc phải phát triển để hòa hợp với các mục đích gắn liền với bản tính của chúng còn con người tạo vật duy lý có lý tính để khám phá ra các mục đích và có ý chí tự do để lựa chọn các mục đích phù hợp với mình. Câu hỏi luật tự nhiên hay học thuyết của những người phê phán nó mới thực sự phù hợp với lý tính đã được ông Leo Say quá cố trả lời một cách khôn ngoan khi phê phán thuyết tương đối về giá trị trong lý thuyết chính trị của giáo sư Arnold Brett. Trái với luật tự nhiên Đặc trưng của khoa học xã hội thực chứng là ruồng rẫy hay chạy trốn khỏi lý tính theo lối diễn giải thực chứng luận của thuyết tương đối hiện đang thịnh hành trong giới khoa học xã hội ngày nay thì lý tính có thể cho ta biết phương tiện nào phù hợp với mục đích nào nhưng nó không thể cho biết mục đích có thể đạt được nào đáng có hơn mục đích có thể đạt được khác lý tính cũng không thể bảo ta nên chọn lựa những mục đích có thể đạt được nào nếu ai đó yêu người mong muốn cái không thể thì lý tính có thể cho biết người đó đang làm một việc phản lý tính nhưng nó không biết phải bảo y hành động sao cho đúng đắn hay việc làm phản lý tính ấy là một việc tồi tệ và hèn hạ. Nếu hành xử lý tính cốt ở việc lựa chọn các phương tiện đúng đắn cho những mục đích đúng đắn, thì thuyết tương đối dạy ta rằng trên thực tế không thể có hành xử lý tính. Cuối cùng, cha John Tohi quá cố, một triết gia theo học thuyết Thomas hiện đại, đã khẳng định vị thế độc nhất của lý tính trong triết học luật tự nhiên. Cha Tohi định nghĩa thứ triết học đúng đắn như sau, triết học, theo nghĩa thuật ngữ này được sử dụng trong bối cảnh đối sánh thuyết kinh viện với các triết thuyết khác là một nỗ lực của phần lý tính đơn độc của con người hồng đưa ra một lời giải thích cơ bản về bản tính của các sự vật